chùa Bà Bào Mớp. Thế mọi người đấy, cảnh rất là đẹp. Vực nhà bếp, mấy cô đang chuẩn bị đồ ăn cho các vị ở xa. Tất cả mọi người nha, đây là những đồ các cô các chú ủng hộ cúng dường cho chùa, để cho chùa nấu cho các vị Phật tử ở xa đến viếng chùa nha mọi người. Đây là không gian bếp, các cô chú đang chuẩn bị đồ ăn cho các vị đến thăm chùa dùng cơm tại chùa. Mọi người đang dùng cơm tại chùa. Mời em dùng cơm em. Dạ. Để con thấy mấy cô làm quay xíu. Chị thay mặt nhà chúc mấy em và gia đình trong đoàn người giàu sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Đây là chạy cơm của Miễu Hà Bào Mớp. Dạ.